Linh Nga hân hạnh giới thiệu cùng bạn đọc truyện dài Sau lần cửa khép của Nguyễn Ngọc Ngạn qua hai giọng đọc Hồng Đào và chính tác giả. Khởi sự từ một buổi chiều nhàn rỗi, ngồi xem thử một đoạn Tinh Hoa Xuân Mộng, cho đến nay tất cả những bộ phim tập Hồng Kông và Đài Loan đã trở thành những liều độc dược, những chất ma túy ngấm thấu vào cơ thể Ly, làm xáo trộn mọi sinh hoạt thường nhật của nàng. Đại hối hận lắm. Chính Đại là người đã vì tò mò mướn cốt phim đầu tiên mang về khuyến khích vợ coi cho đỡ buồn. Anh không ngờ sức hấp dẫn của phim tàu mạnh mẽ đến thế. Thuở đầu, hai vợ chồng cùng say mê thưởng thức, bàn tán cốt truyện, phê phán nhân vật. Nhiều đêm leo lên giường nằm bên nhau cả tiếng đồng hồ, mắt đã cay xè mà vẫn ráng thức để đàm luận những chi tiết hết sức thừa thãi của nội dung cuốn phim. Cho đến một ngày, Đại nhận ra sự bất lợi của những bộ phim dài lê thê kia. Anh lên tiếng khuyên vợ giã từ thì dường như đã quá muộn. Ly không bỏ được nữa. Nhiều buổi sáng trở về sau một ca đêm dài đằng đẵng, Đại thấy vợ vẫn còn ngồi mệt mỏi ở salon, đôi mắt đỏ ngầu cố gắng mở to nhìn lên màn ảnh nhỏ. Bên cạnh nàng, ngổn ngang chăn gối, bát đũa. Bữa cơm thường nhật bây giờ của Ly chỉ là tô mì gói nấu vội, vừa ăn vừa xem phim. Quầy bếp tràn ngập nồi niêu và sách báo, bồn rửa chén chồng chất ngày này qua ngày khác, những thứ dơ bẩn chờ tay người thanh toán. Quần áo cũ chất đầy hai cái giỏ, chẳng biết đến bao giờ Ly mới mang xuống phòng giặt. Đại buồn lắm, từ nhắc nhở chuyển sang trách móc, và có lần đã lớn tiếng với vợ, nhưng tất cả đều vô ích. Chàng không cảm hóa nổi người vợ đã mắc cơn ghiền quá nặng. Để phản kháng lại, Đại bỏ hẳn, không bao giờ thèm ghé mắt nhìn đến bất cứ đoạn phim nào nữa. Chàng đâm ra hận những tiệm video cho mướn phim tàu, và gặp ai Đại cũng lớn tiếng phàn nàn văn hóa Việt Nam đang bị tàn phá vì phim tập. Ngày trước cũng có người đã bày tỏ với chàng ý nghĩ đó, thì chính chàng lại khách quan bênh vực. Chàng nói: chỉ tại phim Việt Nam mình làm dở, chứ từ cốt truyện rồi diễn viên đến đạo diễn và chuyên viên thu hình, thị trường tự do mà, thì mình phải chấp nhận cạnh tranh. Nếu phim Việt Nam làm hay hơn, tất nhiên người ta sẽ bỏ phim tàu để có phim Việt. Bây giờ thì chàng quay hẳn 180 độ để công kích sự xâm lăng của phim tàu, giống như chàng đã từng chửi các nhà xuất bản Việt Nam in lại sách của Kim Dung và Quỳnh Giao. Khách quan mà xét, Đại thấy rõ những cuốn video ca nhạc Việt Nam sản xuất tại hải ngoại tuy kỹ thuật cũng không đến nỗi tệ, thế mà tung ra thị trường thì sức thu hút rất eo uột vì không đương đầu nổi sự lôi cuốn của phim tập. Tình trạng này chẳng biết sẽ kéo dài tới bao giờ. Nhiều đêm ở bệnh viện, Đại làm việc không được vì lúc nào cũng ấm ức nghĩ đến vợ. Làm gì còn những buổi sáng trở về được Ly dọn sẵn bữa điểm tâm, tách cà phê nóng và những ân cần chăm sóc trước khi Đại leo lên giường ngủ. Rồi buổi chiều khi Đại tỉnh dậy, vào phòng tắm chuẩn bị đi ăn ngoài, đi mua sắm hoặc tìm xem một cuốn phim mới dưới phố. Giang sơn của Ly bây giờ chỉ còn thu hẹp trên chiếc sofa, và Đại rủ đi đâu nàng cũng thoái thác. Từ nỗi buồn vì gia đình xáo trộn, Đại lại hay miên man nghĩ đến cuộc đời không may của mình. 6 năm ở hải ngoại, Đại đã nộp đơn khắp các bệnh viện trên toàn quốc mà không chỗ nào nhận cho chàng nội trú. Bạn bè chàng hầu hết đã hành nghề trở lại, hoặc ở nhà thương, hoặc làm công chức hay mở phòng mạch tư. Họ hốt bạc 1 năm 100-200 ngàn. Điều ấy đối với Đại cũng không quan trọng lắm. Chẳng phải Đại không thích tiền, nhưng cái làm cho chàng khổ sở là vì tủi thân và vì nhớ nghề cũ. Chàng bám cái chân y công, tiếng Mỹ gọi là orderly, thấp hơn cả y tá. Đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Mỗi ngày 8 tiếng trực ở bệnh viện, theo dõi hàng trăm bệnh nhân, đa số là người già. Nhiều khi Đại muốn bật khóc và bỏ việc. Con mẹ Amy White ở tầng thứ 2 không biết điên thật hay điên giả. Có lần Đại bưng tô súp lại đút cho mụ ăn, mụ đã hất nguyên cả bát súp vào mặt Đại.
Đã thế, mụ lại hay đái ỉa bừa bãi trên giường, bắt Tại phải khiêng cái mông nặng nghìn cân của mụ đặt lên ghế, đẩy vào phòng tắm lau chùi. Mỗi khi ăn xong, mụ tháo cặp răng giả đưa cho Đại cọ rửa. Bấy nhiêu công việc hình như vẫn chưa làm mụ hài lòng. Thỉnh thoảng, mụ vẫn nổi cơn chửi bới Đại thậm tệ, như muốn trút hết những cay đắng của chuỗi ngày còn lại lên đầu Đại. Bên cạnh mụ là ông lão bị kinh phong, đầu luôn luôn ngoèo sang một bên, lắc lư co giật liên hồi, hòa nhịp với đôi tay khẳng khiu lúc nào cũng sàng qua sàng lại. Cho lão ăn là một cực hình. Đại bưng tô súp, múc sẵn một muỗng đầy, lừa lừa lúc nào lão há mồm thì đút vội vào. Từ ngày Đại xin chuyển sang ca đêm, công việc vợi đi chút ít, chỉ lâu lâu mới có bệnh nhân rớt bịch từ trên giường xuống đất, la oai oái chờ Đại đến đỡ lên rồi gọi y tá. Nhưng đêm vắng lại thường làm Đại bận tâm suy nghĩ và trí óc nặng trĩu hơn. Đồng nghiệp ngày xưa qua đây đại đa số đều đã nhà cao cửa rộng, vị thế xã hội cao chót vót, chỉ còn vài người thiếu may mắn như Đại. Những thằng bạn chuyên rong chơi ở trường y khoa ngày trước học hành lem nhem, suốt ngày cờ bạc và thậm chí xuống xóm tìm hoa còn phải ghi sổ, bây giờ cũng thanh thang cuộc sống phồn hoa. Đôi khi gặp Đại còn thiếu tế nhị, đến độ than với Đại là lúc này mà kẹt tiền quá. Đồng hương gặp Đại vẫn gọi chàng là bác sĩ, bởi vì Đại là bác sĩ thật, khiến Đại càng thêm xấu hổ. Mấy tháng nay nỗi buồn của Đại bỗng tăng thêm vì vợ chàng đột ngột đổi tính. 6 năm bên cạnh Ly ở hải ngoại, có nàng chia sẻ và an ủi, Đại tránh được nhiều cơn thoái chí. May mà có em, đời còn dễ thương. Đại thường hát cho vợ nghe câu ấy để gián tiếp cảm ơn những hỗ trợ tinh thần của nàng. Gần đây đi say mê phim tàu đến độ lơ là công việc nhà cửa, Đại coi đó như một triệu chứng rất kỳ lạ ở người đàn bà mà chẳng tự tin là đã biết rõ tính nết sau hơn 10 năm chung sống. Đêm qua ở bệnh viện gặp lúc nhàn rỗi, Đại mở tờ báo ra coi, tình cờ đọc được bản tin một án mạng xảy ra trong một gia đình có hoàn cảnh tương tự như Đại. Anh chồng làm ca đêm, một tối về nhà bất ngờ gặp người đàn ông lạ mặt trong phòng ngủ với vợ. Tình địch thì chạy thoát, còn ông ta giết vợ bằng dao rồi gọi cảnh sát đến cầm tay. Đại quăng tờ báo, ngồi thừa người nghĩ đến Ly. Đại đã toan bỏ về lúc 3 giờ sáng, nhưng nghĩ lại thì anh lại thôi. Mấy tiếng đồng hồ còn lại, Đại cố gắng làm việc, đi tour hết 2 dãy bệnh viện, đáp lại những tấm chăn xô lệch cho bệnh nhân, sửa lại thế nằm thoải mái cho họ, rồi vào phòng trực nói chuyện với y tá và sinh viên nội trú. Đầu óc Đại hoang mang, như bị xâu xé bởi nỗi ngờ vực vô cớ. Mới hơn 7 giờ, chàng đã vội vã thay quần áo, lóng ngóng chờ người làm ca ngày đến để bàn giao, rồi phóng ngay về nhà. Chàng mở khóa đẩy cửa, vẫn thấy Ly ngồi ở salon, trố mắt theo dõi bộ phim Thần Điêu Đại Hiệp chuyển âm lời Việt. Đại cũng có thời say mê hình ảnh tiểu long nữ mặc đồ trắng toát, lờ đờ đi tới đi lui, say mê những nhân vật võ hiệp hảo hán, suốt ngày không làm ăn gì cả, chỉ đi lêu bêu và đánh lộn. Thời đó nước Tàu không có welfare, chả hiểu họ sống bằng gì. Khi còn mê phim tập, Đại rộng lượng tha thứ cho những người chuyển âm không chuyên nghiệp đó. Bây giờ chàng thấy họ nói tiếng Việt rất buồn cười. Chàng quăng cái túi xuống chân, mệt mỏi hỏi vợ: "Chưa đi ngủ à?" Ly nhoẻn miệng cười, mắt vẫn dán chặt vào màn ảnh. Rồi nàng vừa ngáp vừa nói: "Đang đến đoạn hay, em có hết cuốn này rồi đi ngủ với anh luôn." Đại kéo ghế ngồi vào bàn ăn. Quang cảnh vẫn bề bộn như thường lệ, mấy cái bát, dăm đôi đũa, vài cái ly, thứ nào cũng dơ bẩn, khô queo. Bên cạnh ly còn hỗn tạp hơn nữa, chăn gối, bánh kẹo và mì gói. Đại nhìn vợ, nhìn những thứ ngổn ngang bên cạnh vợ và lắc đầu chán nản. Chàng toan đứng dậy vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, thì bỗng giật thót người, trố mắt ngó lại cái bàn cà phê trước mặt ly. Chàng vừa thấy cái gạt tàn đựng 2 mẩu thuốc lá cháy rụi, chỉ còn thừa lại phần giấy lọc. Ý nghĩ ám ảnh Đại suốt đêm qua bây giờ bỗng đột ngột trở lại. Đôi tay run run, trái tim vụt bút nhói. Đại cố lấy giọng bình thản hỏi vợ: "Hồi hôm ai tới thăm em vậy?"
Ly quay lại đáp: Đâu có ai, 11 giờ đêm anh mới đi làm mà. Đại vẫn dán giữ giọng điềm tĩnh và hỏi tiếp: Thì chính vì hơn 11 giờ đêm anh mới đi làm, cho nên anh mới hỏi em là khách nào mà đến thăm em khuya như vậy. Ly lắc đầu, mắt vẫn không rời màn ảnh. Nàng đáp nhỏ: Có ai đâu. Đại yên lặng bước vào phòng tắm. Chàng xả nước thật nóng, vụt tay đắp lên mắt. Chàng nhìn mình trong gương, xoa nhẹ hàm râu mới mọc lởm chởm đêm hôm qua. Rồi chàng đứng lặng người, mắt đăm đăm cúi xuống nhìn dòng nước chảy mạnh bắn tung tóe cả ra ngoài bồn rửa. Không còn nghi ngờ gì nữa, đêm qua đã có kẻ lạ mặt đến đây. Đại không hút thuốc, cả ngày hôm qua chàng cũng không có khách. Hai màu tàn kia là chứng tích hiển nhiên tố giác vợ chàng đã tiếp kẻ lạ trong nhà. Chàng bút nhói mường tượng ra vợ mình, biết đâu đã cả năm nay vẫn lừa gạt mình mà mình ngây ngô không biết. Chàng bước vào bồn tắm, xả nước thật nóng, thật mạnh, ngâm mình trong đó, nhắm mắt lại. Sự ngờ vực đẩy trí tưởng tượng của Đại đi rất xa. Chàng hình dung ra tất cả những gã đàn ông đã quen biết, xem vợ chàng có thể gian díu với ai. Nhưng nhớ tới ai, Đại cũng lắc đầu gạt đi. Chắc là không phải. Hơn 10 phút sau, Đại khoác áo ngủ bước ra bên cạnh vợ. Và chàng kinh ngạc thấy mọi thứ vẫn còn nguyên, chỉ trừ cái gạt tàn thuốc lá đã bị vợ chàng đem đổ và rửa sạch úp lên rổ chén. Điều ấy làm Đại lại càng thắc mắc hơn. Nhưng chàng cố dằn lại, không cật vấn ngay, để chứng tỏ mình không phải là người nhỏ nhen. Đại đứng dậy, đi nhanh vào phòng ngủ. Theo thói quen, chàng vói tay bật đèn, mặc dù ánh nắng bên ngoài đã chiếu vào chói chang. Chàng nhìn quanh đống gối chăn sâu lệch trên tường, cố tìm ra những dấu tích khả nghi. Chàng chạy lại cửa sổ, hai cánh cửa vẫn mở toang. Đại thò đầu ra nhìn xuống, khoảng cách từ chỗ chàng đứng xuống tới mặt đường nhỏ bên hông nhà chỉ có vài thước. Kẻ lạ đến đây ban đêm, nếu nghe động tĩnh bất chắc, có thể dễ dàng nhảy xuống thoát thân. Chàng đứng thừa người một lúc, rồi toan ra phòng khách cật vấn Ly. Nhưng một lần nữa chàng lại dằn được. Đêm nay hoặc đêm mai, chàng sẽ bất thần bỏ bệnh viện mò về, nhẹ nhàng mở khóa xông vào. Cách đó là hay hơn cả. Đại thở mạnh tắt đèn, khép cửa và lên giường nằm. Bên ngoài, Ly cũng vừa vặn nhỏ tiếng tivi xuống vì biết đã đến giờ ngủ của Đại. Đại nằm chăn trở, lật đi lật lại mối ngờ vực trong lòng mình. Tại sao Ly lại nói dối chàng? Chàng thấy nghẹn trong cổ và như có tảng đá đè trên ngực. Nhưng rồi chàng lại thấy lóe lên trong đầu một niềm hy vọng. Nếu Ly ngoại tình, thì nàng đâu có sơ hở đến nỗi để nguyên dấu tích mấy mẩu tàn thuốc lá ngay ở phòng khách. Chỉ có một điều Đại không hiểu nổi là rõ ràng đêm qua đã có người đến đây mà tại sao Ly lại phủ nhận. Hơn nửa tiếng đồng hồ trằn trọc, Đại mệt mỏi ngồi dậy thay quần áo. Mái tóc còn ẩm ướt, lúc nãy vì chán đời không thèm sấy, bây giờ vẹt hẳn sang một bên và phía sau dựng ngược lên, khiến khuôn mặt Đại hình như vừa gầy đi một chút. Chàng vào phòng tắm tìm lược, rồi vừa chải đầu vừa nói: Anh đi công chuyện một chút đây. Không có tiếng trả lời, chàng bước ra phòng khách, đã thấy Ly tắt tivi và ngủ vùi trên sofa. Ly nằm ngửa, hai chân hơi dang ra, chiếc áo ngủ rộng thùng thình trễ hẳn xuống một bên ngực và gấu áo co lên quá đầu gối. Đầu Ly kê trên chiếc mền, mái tóc chảy vẹt ra ngoài thành ghế. Đại đứng lặng mấy giây, nhìn vợ như nhìn một người đàn bà xa lạ, có những nét bệ rạc của tháng ngày truy hoan không giới hạn. Chàng quay ra cửa, xuống xe và phóng đi. Mới hơn 9 giờ, Đại ghé một tiệm donut gọi tách cà phê và cái croissant. Chàng nhớ ngày mới qua thi đậu bằng tương đương, cứ tưởng chân trời đã mở rộng, vác tiền đi mua vé máy bay hai vợ chồng qua thăm Paris một chuyến. Hai vợ chồng thường ngồi ở những quán ven đường, bắt chước dân Tây, điểm tâm bằng cà phê và croissant để nhắc nhau những kỷ niệm Sài Gòn. Hóa ra cái mảnh bằng tương đương ấy chả ăn thua gì cả, ai đậu cũng được. Cái khó chỉ là làm sao tìm được chỗ nội trú. Nuốt trôi được nửa cái bánh, Đại nhìn đồng hồ. 10:20, chàng lại quầy mượn điện thoại gọi cho người bạn thân trước khi ghé thăm. Đó là Mẫu, cùng tuổi với Đại, mở phòng mạch đã hơn 3 năm trong khu thị tứ đông người Việt.
Lúc Đại đến, Mẫu đang ngồi ở bàn thư ký, đánh máy lá thư gửi cho bệnh viện. Một đợt bệnh nhân vừa khám xong đã ra về hết, chỉ còn lại mình Mẫu lo giấy tờ. Đại đẩy cửa tiến lại, ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh và hỏi: "Vợ mày đâu? Sao bữa nay lại khóc lẻ loi một mình thế này?" Mẫu ngừng tay, vui vẻ ngước lên nhìn Đại đáp: "Bà ấy ở nhà chiều mới ra." Đại thở mạnh, ra chiều nuối tiếc: "Tưởng có bà ấy đây thì tao với mày đi kiếm cái gì ăn sáng." Mẫu chố mắt nhìn Đại ngạc nhiên và hỏi: "Làm cả đêm không ngủ nghe gì hay sao?" "Mà mày có cần gì không? Lúc này mày hơi xuống sắc đấy, có cần tao..." Đại xua tay ngắt lời: "Tao khám cho tao được rồi, không cần nhờ đến mày. Tao cũng là bác sĩ chứ đồ bỏ." Giọng đùa cợt có pha chút đắng cay, làm Mẫu thấy nao nao buồn vì thương cho thằng bạn thiếu may mắn. Mẫu đứng dậy kéo Đại sang căn buồng nhỏ kế bên, nơi vợ chàng và cô thư ký vẫn thường ngồi ăn trưa. Bình cà phê mới pha còn tỏa hương thoang thoảng. Mẫu rót ra hai tách, nhẹ nhẹ khoáng đường, rồi đột ngột hỏi Đại: "Mày ra tìm tao sớm có việc gì không? Hỏi thật, sao hôm nay không ngủ? Hay là đi làm về bị vợ bỏ đói rồi?" Câu hỏi của Mẫu làm Đại xịu mặt xuống. Chàng có thói quen mỗi khi trong đầu nặng trĩu ưu phiền thì chàng thường nói thật nhiều để khỏa lấp. Nhưng đôi mắt một Mẫu hình như vừa nhìn thấu nỗi buồn của Đại, khiến Đại thấy mình chẳng nên đóng kịch nữa. Anh than: "Ôi, con vợ tao lúc này hư quá, tối ngày chỉ mê mấy bộ phim tập." Mẫu xoa cằm, nhíu mày hỏi lại: "Mê phim tập thì có gì đáng gọi là hư?" Đã im lặng, mân mê cây bút đặt trên bàn trước mặt Mẫu. Chàng đắn đo không biết có nên kể cho Mẫu nghe nỗi nghi ngờ trong lòng chàng về một kẻ lạ mặt nào đó đã đến với Ly đêm hôm qua hay không. Trên đường đến thăm Mẫu, Đại dự định sẽ nói cho Mẫu biết, như thông lệ chàng vẫn chia sẻ với Mẫu bất cứ chuyện gì lớn nhỏ trong gia đình. Hai người là bạn chí thân từ nhỏ, 6 năm cùng lớp y khoa, 3 năm chung trại cải tạo, và rồi cùng đi chung một chuyến tàu vượt biển. Mẫu lấy vợ ngay khi chân tập, còn Đại rong chơi tới khi gần mất nước mới làm đám cưới. Đi định cư được 3 năm, Mẫu may mắn có chỗ nội trú rồi mở phòng mạch. Đại thì lận đận hơn, ngựa quen đường cũ, mấy năm làm lao công trong nhà thương. Cảm tình giữa hai người vẫn trọn vẹn nhờ Mẫu cư xử rất tế nhị và thủy chung với bạn bè. Nhìn bề ngoài, ai cũng cho rằng Mẫu là người sung sướng, nhưng thực ra ở cõi đời này có kẻ nào không mang một nỗi khổ riêng. Cái khổ của Mẫu là Ngọc, vợ chàng. Đôi khi Mẫu giận vợ, gọi nàng là kẻ nội thù chỉ vì trời ban cho nàng cái máu ghen vượt quá người đàn bà bình thường. Và nhất là Ngọc thường lấn át chồng một cách lộ liễu. Mẫu không đẹp trai, nhưng Ngọc yêu Mẫu, cho nên cứ tưởng rằng ai cũng dễ dàng yêu Mẫu như mình. Nàng theo dõi, kiểm soát, rình mò cô thư ký của Mẫu, thậm chí nghi ngờ Mẫu có tình ý với bệnh nhân. Điều này đã gây nên những trở ngại rất lớn cho việc hành nghề của Mẫu. Một hôm, chắc có đứa nào ghét Ngọc, cố tình chọc ghẹo nàng bằng cách gửi thư đến hỏi thăm riêng Mẫu. Lá thư chạy đến địa chỉ Tư Gia. Ngoài phong bì ghi người gửi vỏn vẹn một chữ: Cúc. Ngọc bóc vội ra xem và máu nóng dồn ứ lên cổ. Nội dung chỉ có vài dòng như sau: "Anh Mẫu, phone anh mấy lần mà không gặp. Sao hôm đó anh hẹn em rồi không đến? Phone cho em ngay, nếu không em sẽ đến thẳng phòng mạch của anh. Cúc." Ngọc đọc đi đọc lại bức thư đến mấy lần rồi ngồi phịch xuống thềm như người trúng gió. Lâu lắm nàng mới đứng dậy, vào nhà run run quay số điện thoại gọi taxi bảo chở thẳng đến phòng mạch. Khách buổi chiều khá đông, Mẫu đang bận tíu tít, nhưng Ngọc bất cần, nàng xông vào cật vấn ngay: "Cúc là con nào?" Mẫu ngượng quá nhưng dán ôn tồn bảo vợ: "Em ra ngoài cho anh khám bệnh xong đã." Ngọc cầm lá thư đập đập xuống cạnh giường và nhắc lại: "Tôi hỏi anh con Cúc là cái đứa nào mà viết thư cho anh?" Mẫu mím môi trừng mắt nhìn Ngọc, cơn giận đã trào lên, chàng chỉ muốn xông lại bóp cổ con vợ cả trớn. Ông khách đang nằm ngửa trên giường, ngóc đầu dậy ngơ ngác nhìn hai người. Mẫu cố trấn tĩnh bảo bệnh nhân: "Xong rồi, mời ông ra ngoài này tôi biên toa." Chàng tháo ống nghe buông thòng xuống cổ, lững thững ra bàn viết. Ngọc ngồi lại thở hổn hển, dán chờ cho hết khách,
rồi sẽ nổi trận lôi đình để trừng trị mẫu. Khi bệnh nhân cuối cùng vừa ra khỏi phòng mạch, Ngọc gài then cửa và gào lên: Con Đĩ nào viết thư cho anh đây? Mẫu ngượng ngùng nhìn cô thư ký đang giả vờ cắm cúi làm việc. Chàng cố lấy giọng điềm tĩnh hỏi lại: Cúc nào? Ngọc quăng lá thư vào mặt mẫu và xích lên: Còn Cúc nào nữa à? Lại còn giả điếc nữa à? Hẹn hò với nó bao nhiêu lần rồi? Mẫu cầm tờ giấy cúi xuống đọc lướt qua. Chàng chưa kịp lên tiếng phân trần thì cô thư ký xô ghế đứng dậy và nhỏ nhẹ nói: Em đi ra ngoài một chút để ông bà bác sĩ nói chuyện ạ. Ngọc giơ tay ấn vai cô gái bắt ngồi xuống và ra lệnh: Cô cửa đây, không phải đi đâu hết. Tôi cần hỏi cô vài câu, ngồi xuống. Mẫu chán nản đến cùng cực. Chàng biết mình sắp mất thêm một cô thư ký. 3 năm làm phòng mạch, đổi 4 người thư ký. Việc tuyển chọn hoàn toàn do Ngọc quyết định. Và điều kiện đầu tiên để được Ngọc thâu nhận là phải xấu. Càng xấu càng tốt, vì Ngọc không muốn chồng làm việc chung với bất cứ ai có nhan sắc. Thư ký có xấu thì Ngọc mới an tâm, khỏi phải ngồi canh chừng thường xuyên tại phòng mạch. Ấy thế mà chẳng cô nào gắn bó với mẫu được quá nửa năm. Những cơn ghen quá quắt của Ngọc làm họ bực mình hoặc tổn thương tự ái. Và mỗi lần một người bỏ đi là một lần có thêm những tiếng đồn lan rộng trong cộng đồng. Cô nào cũng tiên đoán là mẫu sớm muộn gì cũng ly dị vợ. Rồi vì chờ lâu quá không thấy mẫu bỏ vợ, họ đâm ra bực và gọi mẫu là thằng hèn. Mẫu tháo ống nghe quăng lên bàn, đè lên bức thư vợ vừa đưa, thản nhiên nói: Chắc có đứa nào nó chọc chứ gì. Ngọc ra lệnh cho cô thư ký: Cô mang hết hồ sơ bệnh nhân ra, bất cứ đứa nào tên là Cúc á, thì cô để riêng ra cho tôi coi. Mẫu mệt mỏi đứng sớ rớ bên cạnh, ánh mắt chiếu nặng đau đớn và căm hờn. Cô thư ký đưa mắt nhìn chàng thông cảm, rồi miễn cưỡng làm theo chỉ thị của Ngọc. Cô lục một hồi rồi reo lên: Có một người tên Cúc, Nguyễn Thị Cúc, em nhớ ra rồi. Cô quay lại trao tấm bìa đựng hồ sơ cho Ngọc. Ngọc vừa rằng lấy vừa hỏi: Nó bao nhiêu tuổi rồi? Cô thư ký thản nhiên đáp: Dạ 71 ạ. Đang bực bội, mẫu cũng xém phì cười vì cái vẻ mặt hóm hình của cô thư ký như đang cố tình chọc tức Ngọc. Ngọc hừ một tiếng rồi nạt: 71 thì còn nói làm gì nữa. Còn đứa nào khác tên Cúc không? Cô lục kỹ lại cho tôi coi coi. Cô thư ký tiếp: Dạ thưa, bà này 71 nhưng mà coi cũng còn được lắm thưa bà. Cô vừa dứt lời thì có tiếng gõ cửa. Mẫu ngẩng lên nói: Vào đi. Nhưng tiếng gõ vẫn tiếp tục. Mẫu sực nhớ vợ mình đã cài then trong. Chàng vội chạy ra mở cửa đón khách, rồi đưa ông ta vào ngay trong buồng khám, để khỏi phải nhìn cảnh tượng giông tố trên bàn tiếp tân. Ngọc lờ lờ nhìn theo, rồi bảo cô thư ký xếp hết hồ sơ lại. Ngọc dặn dò: Cô làm việc ở đây không phải chỉ lo giấy tờ không đâu, mà cô còn phải theo dõi ông ấy giùm tôi. Mấy bữa nay này cô có thấy là ông nhà tôi nói chuyện điện thoại với ai không? Cô thư ký bắt đầu bực mình. Cô sẵn giọng đáp: Có chứ thưa bà, nhiều lắm đấy. Ngọc hỏi dồn: Ai cô biết không? Có đứa nào tên là Cúc không? Cô thư ký nhún vai lắc đầu nói: Em cũng không nhớ nữa. Hôm qua có mấy cô gọi nói chuyện riêng với bác sĩ đó. Ngọc trợn mắt hỏi: Chúng nó nói những cái gì? Cô thư ký muốn đổ dầu vào lửa cho nên lại đáp: Em đâu có biết. Bác sĩ dùng điện thoại trong phòng, em có nghe được cái gì đâu. Chỉ thấy bác sĩ cười đùa vui vẻ lắm. Ngọc hỏi một câu hết sức vô lý. Trời ơi, sao cô không báo cho tôi biết ngay? Hôm sau cô thư ký xin nghỉ việc. Cô không cần cái job của mẫu, vừa ít lương vừa chuốc lấy nhiều phiền toái. Mẫu phone cho Đại báo tin chàng lại vừa mất thêm một nhân viên, và có ý định nhờ Ly ra giúp chàng mỗi buổi sáng. Nhưng cả Đại và Ly đều không bằng lòng. Ly thì đang ghiền phim tàu chẳng muốn đi đâu, và lại làm nhân viên của bạn chồng mình là điều tối kỵ. Còn Đại thì không cho Ly làm vì biết rõ tính cả trớn của Ngọc. Từ nay mẫu phải đến phòng mạch sớm hơn. 10 giờ mới mở cửa, nhưng mẫu cần có mặt từ 9 giờ để nhận điện thoại lấy hẹn. Lúc trả lương để chia tay cô thư ký, mẫu thở dài bảo: Cô nghỉ đó thì tôi tiếc lắm. Cô làm việc rất là cẩn thận, mà giấy tờ thì chu đáo. Bệnh nhân của tôi ai cũng khen cô. Nhưng biết làm sao bây giờ? Bà xã tôi hồi đó đâu có như vậy. Qua đây tự dưng bà ấy đổi tính. Câu nói của mẫu vừa đượm vẻ bùi ngùi, vừa lộ nét phân trần để che giấu ngượng ngập. Cô thư ký cười buồn: Dạ cảm ơn bác sĩ. Em cũng muốn làm cho bác sĩ lắm, nhưng mà... Cô định nói toạc ra rằng ngày ngày ngồi ở đây chứng kiến những trò bắt nạt của Ngọc,
cô cảm thấy tội nghiệp cho Mẫu quá, khiến chính cô chịu không nổi. Nhưng cô bỏ dở câu nói và gật đầu chào Mẫu bước ra cửa. Chẳng phải bây giờ cô mới có ác cảm với Ngọc. Ngay từ hôm bắt đầu nhận việc, cô đã ngạc nhiên về cách nói chuyện của Ngọc và nhất là thái độ tự tôn của người đàn bà có chồng bác sĩ. Dĩ nhiên, Ngọc có quyền coi người bác sĩ là một giai cấp siêu đẳng trong xã hội. Nhưng nàng nên giữ cái ý nghĩ đó ở trong lòng, không cần phải công bố cho mọi người chung quanh cùng biết. Ngày đầu đến làm việc ở đây, cô thư ký thấy Ngọc tiếp một bà bạn thân, cũng là vợ một bác sĩ mới hành nghề trở lại. Hai bà nói chuyện xem chừng tương đắc lắm, coi như không có cô ngồi bên cạnh. Nhân nhắc đến một người đàn ông nào đó trong thành phố, Ngọc nêu ra nhận xét. Anh ấy tuy không phải là bác sĩ, nhưng mà tính tình cũng tốt lắm đấy. Thế là ngay từ phút đầu gặp gỡ đó, cô thư ký đã mất hẳn thiện cảm với Ngọc và lăm le đi kiếm job khác. Đến hôm nay thì cô thấy không thể nán lại được nữa, dù rằng cô rất quý trọng Mẫu. Cô thấy rõ một điều là chính các ông bác sĩ thì lại không tự đánh giá mình quá cao như các bà vợ nương nhờ chồng. Rồi mai đây Ngọc sẽ lại tiếp tục tuyển người, và cô nào hãy cứ quen công việc một chút thì lại xin nghỉ. Mẫu trao tách cà phê cho Đại và bất ngờ thở dài. Hai người cùng yên lặng nghĩ đến nỗi buồn riêng của mình. Một lúc sau, Mẫu buồn rầu thổ lộ. Cái con Cúc nào đó tự nhiên nó lại viết thư nó chọc bà xã tao, làm bà ấy tá hỏa tâm tình, chỉ khổ tao thôi. Đại gạt đi, chắc thằng đàn ông nào phá mày chứ đứa nào nó viết thư cho mày. Mẫu lắc đầu. Không, đúng là con gái, là vì nó có phone đến nhà, đến cả phòng mạch và cố ý gặp vợ tao mà. Đại thấy câu chuyện bắt đầu hấp dẫn, chàng tò mò hỏi. Thật à, nó nói gì, thế mày có thu băng không? Mẫu lắc đầu đáp. Thâu làm gì, nó chỉ nói có vài câu mục đích cho vợ tao nổi ghen thôi. Đại cười buồn, cố giễu một câu. Máu ghen bà ấy nặng quá rồi, sao mày không đem vô bệnh viện cho thay máu? Câu nói đùa của Đại không làm Mẫu nhếch mép. Chàng nhìn Đại và đổi đề tài. Còn mày tại sao bữa nay không ngủ? Đại toan nói cho Mẫu nghe nỗi ám ảnh về cái gạt tàn thuốc đêm qua ở nhà mình. Nhưng thấy chính Mẫu cũng đang khổ vì vợ, cho nên chàng chỉ than. Mỗi người đều có một nỗi buồn riêng. Có những người mà mình nhìn họ, mình cứ tưởng họ đang sung sướng, thì chính họ lại đang thực sự đau khổ. Ngược lại, có những kẻ mà mình tưởng họ đang gặp bất hạnh, mình phân ưu cùng họ, thì hóa ra thực sự họ lại đang hạnh phúc. Mẫu phì cười nhìn Đại. Mày học ở đâu cái câu triết lý ba xu đó? Đại cũng cười theo và bưng tách cà phê uống cạn. Rồi Đại đứng dậy nói, thôi tao về ngủ đây. Mẫu đứng lên theo tỏ vẻ níu kéo. Thế không ở lại ăn trưa với tao à? Nói thế nhưng Mẫu cũng tiễn chân Đại ra cửa. Đại lái xe đi lang thang một vòng phố rồi mới trở về. Ly vẫn nằm ngửa trên sofa, một chân thòng xuống sàn. Chiếc áo ngủ hớ hênh che một phần cơ thể, như người Mẫu chuẩn bị chụp một bức hình khêu gợi. Đại rón rén vào phòng, tháo giày để nguyên quần áo, lên giường nằm. Nằm được 5 phút, Đại tung chân nhoài người vói tay xuống gầm giường, rút sợi dây cắm điện thoại. Ngoài đường, một hồi hồi xe cảnh sát rú lên, ngân dài lê thê. Đại đứng dậy khép hai cánh cửa sổ, cài then cẩn thận. Đoán trước là mình sẽ khó ngủ, Đại bước ra bếp vặn nước nóng, uống 2 viên thuốc ngủ loại nhẹ vừa lấy ở phòng mạch của Mẫu. Đi giật mình hé mở, nhìn Đại rồi lại xoay người nằm yên. Đại đứng lặng dưới chân vợ, đăm đăm ngó nàng một lúc rồi tự trấn an. Một người đàn bà ngoại tình thì không thể nào mà có thái độ thản nhiên như thế này được. Chàng bước vào phòng và lên giường úp mặt xuống gối. Cúc không thể là hạng người đó, nhất là khi Cúc đã cho Mẫu biết nàng là chị của Hằng, thư ký cũ của Mẫu.
Chàng thở phào đứng dậy, nắm chặt một bàn tay để tỏ ý cương quyết. Chàng vừa thấy mình rất vô lý. Dù Cúc là loại người nào đi nữa thì cũng đâu có ăn nhập gì tới chàng. Nàng là một bệnh nhân, một cô gái gặp gỡ trong giây lát, có gì mà phải bận tâm. Mẫu mỉm cười với ý nghĩ đó, lắc đầu bước sang buồng bên cạnh, cắm nước sôi pha một tách trà. Bên ngoài có tiếng ồn ào nói chuyện, một gia đình bệnh nhân 4-5 người vừa kéo vào phòng đợi. Mẫu nhìn khắp lượt, thân mật thăm hỏi vì toàn là bệnh nhân cũ mà chàng nhớ mặt nhớ tên. Rồi chàng mở tủ lấy hồ sơ để bắt đầu một ngày mới, một ngày mà công việc sẽ diễn tiến như mọi ngày. Nhưng tâm hồn mẫu thì thoáng gợn chút niềm vui vì chàng vừa gặp Cúc, dù chỉ là gặp trong khoảnh khắc rồi chia tay. Tự dưng mẫu sực nhớ đến mấy câu thơ của Hoàng Cầm, làm lòng chàng man mác tiếc nuối. Nếu anh còn trẻ như năm cũ, quyết đón em về sống với anh. Những khi chiều vàng phơ phất đến, anh đàn em hát níu xuân xanh. Sáng hôm sau bỗng ra phòng mạch sớm, chàng ngồi vào bàn sắp xếp cho ngay ngắn lại những vật dụng để bừa bãi trên đó, mà đêm qua vì bận về nhà gấp, vợ mẫu không có thì giờ thu dọn. Rồi mẫu vào phòng vặn nước nóng rửa mặt, đôi mắt chàng cay nhức vì thiếu ngủ. Hồi hôm hai vợ chồng lục đục đến 2-3 giờ sáng chỉ vì một câu chuyện còn con bên quê nhà. Bố mẹ mẫu viết thư sang xin thùng quà, Ngọc cằn nhằn không muốn gửi. Mẫu thuyết phục mãi không được, nổi nóng bảo vợ: đồng tiền ích kỷ là đồng tiền chết, đồng tiền không có ý nghĩa. Cứ nhìn ông bà Đại làm cu li gần chết một năm chưa kiếm nổi 20 ngàn, mình may mắn hơn, mỗi năm kiếm cả 200 ngàn. Gửi có một thùng quà vài trăm bạc mà cũng tiếc là người ăn ở không có hậu. Ngọc gào lên: trời ơi, một cái ship có hơn 200 bạc, tôi còn không dám mua, tự dưng lại vác tiền gửi về Việt Nam, khùng à. Anh không thấy các hội đoàn người ta chống việc gửi tiền ở Việt Nam hay sao? Lần nào cũng thế, mẫu nói nhỏ thì Ngọc nói to, mẫu nói to thì Ngọc gào to hơn. Chàng không cãi nổi cái miệng ngang ngược của vợ. Ngọc muốn nói kiểu nào cũng được. Lắm khi mẫu tự hỏi tại sao Ngọc không biết ngượng. Ngọc mua sắm nữ trang cho mình rất bạo tay, mẫu chưa bao giờ ngăn cản hay tỏ ý phản đối. Bởi của chồng công vợ, ngày mới qua Ngọc cũng đã từng lam lũ trong hãng xưởng để nuôi cho mẫu đi học lại. Bây giờ nàng có hưởng thụ chút ít thì cũng là điều tự nhiên mà thôi. Moi tiền của Ngọc dễ nhất chỉ là mấy tiệm bán nữ trang. Mẫu nhớ hôm đi với Ngọc ra tiệm Kim Thuận, chàng để vợ thoải mái nói chuyện với bà chủ tiệm, còn chàng vớ tờ báo kéo cái ghế nhỏ vào sát góc tường chăm chú ngồi đọc. Báo chí địa phương lúc này còn eo uột lắm, phần lớn vẫn là đánh máy rồi bỏ dấu tay, và nội dung chỉ xoay quanh một đề tài duy nhất là chống cộng. Mẫu chăm chú theo dõi một bản tin, nhưng bên tai vẫn nghe văng vẳng mẩu đối thoại giữa Ngọc và bà Kim Thuận. Vợ mẫu cầm một cái nhẫn hột xoàn giơ lên trước mặt rồi hỏi: cái này bao nhiêu? Phải bớt cho tôi đấy nha. Chủ tiệm hơn Ngọc cả 10 tuổi, nhưng lúc nào cũng tỏ ra lễ phép. Bà cười giả lả và đáp: dạ, ai chứ, bà bác sĩ thì tất nhiên là phải có giá đặc biệt rồi. Nhưng mà em nói thật nhá, người bình dân thì mới đeo cái này, thứ này thường lắm. Bà bác sĩ đeo làm sao được, nó không có sang. Có hơn 5.000 bạc ấy mà, người ta cười chết. Em vừa mới bán một cái ý như thế này cho bà Hải ấy. Ngọc ngắt lời: Hải nào? Chủ tiệm đỡ cái nhẫn từ tay Ngọc và đáp: Hơi bà bác sĩ không biết đâu, bà Hải làm chạy gà ấy mà. Dĩ nhiên Ngọc không biết, bởi vì làm gì có bà Hải nào tới mua nhẫn hột xoàn ở đây. Nhưng mà việc mời chào khách hàng thì nó phải theo cái thủ tục dẫn dắt như thế. Ngọc đang phân vân thì bà Kim Thuận mở to mắt và hạ thấp hẳn giọng xuống: Ôi quên, em chưa kể cho bà bác sĩ. Cái này là em nói riêng nhé, bà bác sĩ cứ để bụng giùm em. Tuần vừa rồi ấy, bà nha sĩ tiếp vừa ghé đây này. Cái nhẫn em đang đeo ở tay ấy, 22.000, bà ấy thấy đẹp quá, cứ nằng nặc đòi mua cho bằng được. Bất đắc dĩ lắm thì em mới tháo được cho bà ấy đấy. Ngọc giật mình buột miệng hỏi: Cái gì? Con mẹ tiếp nổi tiếng là kẹo, thế bà dám mua cái nhẫn tới 22.000 kia à? Cùng với câu nói ấy, Ngọc thấy như vừa có ngọn lửa nhỏ bốc lên trong lòng. Hèn gì cách đây mấy bữa đi ăn sinh nhật, ngồi chung bàn với con mẹ nó,
thấy con mẹ nó cứ làm bộ đưa tay lên gãi mũi mãi, bắt mọi người phải chú ý và khen ngợi cái nhẫn hột xoàn, rồi mới chịu bỏ tay xuống. Ngọc bỗng thấy ứa gan, vì Ngọc biết nguồn thu nhập của nha sĩ Tiếp không thể nào sánh với Mẫu được. Bác sĩ Việt Nam trong thành phố này mới chỉ có vài người, cho nên Mẫu chẳng cần phải cạnh tranh, không cần phải quảng cáo, mà đồng hương vẫn nườm nượp kéo tới. Ngồi ở góc phòng, Mẫu hắng giọng và ho nhẹ một tiếng làm hiệu để nhắc vợ ăn nói cẩn trọng hơn. Chàng thấy khó chịu vì mấy chữ dùng thiếu thanh lịch của Ngọc đối với các đồng nghiệp. Nhưng Ngọc dường như không chú ý. Nàng hỏi lại: 22.000 kia à? Chủ tiệm gật đầu nhấn mạnh: vâng, nhưng mà bà bác sĩ giữ kín giùm em, bà ấy mà biết thì chết em đấy. Nói nào ngay, em cũng phục bà ấy cái chỗ là nha sĩ Tiếp ế khách bó xử đi, chứ đâu có được như bác sĩ Mẫu. Con Thu con bà bảo ấy, làm thư ký cho ông ấy, nó bảo có ngày chỉ có hai người đến clean răng thôi. Ngày thì có chỉ có hai người clean răng thì sống thế nào được. Ê thế mà ông ấy chiều bài lắm, muốn sắm gì cũng được. Cái nhẫn của em 22.000, nói một tiếng là gật đầu ngay, không đòi bớt một xu đấy ạ. Ngọc áy náy nhắc lại: bà Tiếp mà dám mua cái nhẫn 22.000 à? Chủ tiệm vui vẻ nhấn mạnh: ôi nếu mà bác sĩ không tin thì em lấy cái receipt ra cho bác sĩ xem, giấy tờ em còn đủ cả. Nói thế nhưng dĩ nhiên chủ tiệm không dại gì lục giấy tờ ra cho Ngọc coi. Bà lảng ngay sang câu chuyện khác. Bà lấy chùm chìa khóa đeo ở cặp quần, khom người mở cái ngăn đặc biệt và lôi ra một cái hộp nhung đỏ, trịnh trọng giơ lên trước mặt Ngọc. Rồi vừa run run mở nắp, bà vừa nói: bà bác sĩ phải đeo cái ngay này. Ngọc lóa mắt vì cái hộp khá lớn, lấp lánh dưới ánh đèn. Nàng đỡ lấy, nghiêng đầu ngắm nghía rồi hỏi: cái này bà tính bao nhiêu? Chủ tiệm chép miệng đáp: giời ơi, có 30.000 chứ bao nhiêu. Với người ta thì nhiều, chứ với bà bác sĩ thì mối bỏ bể. Một tháng lương của bác sĩ là xong. Ngọc kêu lên: 30.000 kia. Chủ tiệm lại nhấn mạnh: không, bà bác sĩ cứ lấy mà về mà đeo. Một năm hai năm bà chán mang ra đây, em đổi cái khác ngay cho. Em thì không để bà bác sĩ thiệt thòi bao giờ đâu. Vừa nói bà vừa nắm lấy bàn tay Ngọc và xỏ cái nhẫn vào rồi bình phẩm: ôi bà bác sĩ thấy có sang không, cứ giữ gấm nó cứ chói loa thế này. Tiền nào của nấy, bà bác sĩ thì phải đeo cái này, chứ mấy cái thứ kia thì ai mà chẳng có. Ngọc giơ bàn tay lên ngắm nghía 10 phần đã thấy hài lòng cả 10, vì quả đúng như nhận xét của chủ tiệm. Có cái nhẫn hột xoàn lớn này, bàn tay Ngọc trông kiêu sa gấp bội. Từ căn phòng nhỏ phía sau, ông Kim Thuận đẩy cửa thò đầu ra, lớn tiếng chào Mẫu và Ngọc, thân tình thăm hỏi hai ba câu rồi bảo vợ: em vào anh nhờ một chút. Bà Kim Thuận vui vẻ nói với Ngọc: bà bác sĩ cứ tự nhiên đi nha, em xin lỗi một tí. Ông chồng lôi hẳn bà vào sâu trong nhà, nơi mà ông và một người thợ vẫn đang cặm cụi ngồi làm những công việc vặt như nhận hột xoàn, đánh dây đeo, chế những sản phẩm nữ trang theo sự đặt hàng của khách. Ông nhăn mặt nói nhỏ với vợ: bác sĩ Mẫu là bác sĩ gia đình của mình, lại là chỗ quen thân, tiệc nào ở nhà ấy ông ấy cũng mời mình đến ăn. Em phải tính rẻ một chút chứ, tại sao lại lấy đắt quá vậy? Cái nhẫn đó mà em đòi tới 30.000, bán cho bà ấy độ 20 thôi. 20 là mình đã lời cả 5.000 rồi. Bà vợ chép miệng đáp: anh chẳng biết cái gì cả. Bà Mẫu bà ấy muốn hơn người, nói giá rẻ quá bà ấy sẽ không mua. Em bảo đảm với anh như thế mà, bà ấy đâu có chịu thua người khác. Thà thì mình cứ tính thật đắt đi, rồi mai kia mình mua món quà gì đó rồi tìm cách giả lại. Ông chồng hiểu ra, gật đầu đồng ý và trở lại bàn làm việc tiếp. Bà Kim Thuận hân hoan bước ra và nhắc lại với Ngọc: bà bác sĩ thấy em nói có đúng không, cái chữ gấm gấm nó cứ chói lòa mắt em đấy. Ôi lại sang quá, vang nhìn lại càng thấy sang đấy. Ngọc gật gù đồng ý: đẹp, đẹp thật. Chủ tiệm lại phụ họa thêm: vâng, em mà lựa cho bà bác sĩ thì em phải lựa cái xứng đáng chứ lị. Ngọc siêu lòng tiến lại bên cạnh Mẫu và chìa bàn tay cho Mẫu coi và nhỏ nhẹ nói: 30.000 này anh. Mẫu buông tờ báo giật mình hỏi lại: 30.000, bé tí thế này mà 30.000, ai biết giá trị của nó. Ngọc chống chế: mình đeo cho mình chứ cần gì thiên hạ. Chủ tiệm tiến lại gần và tha thiết nói:
Em bớt cho bà bác sĩ 3,000, coi như là chả có lời đồng nào cả. Nhưng mà xin bà đừng cho ai biết cả nhá. Người khác thì dứt khoát là em không bớt một đồng đấy. Ngọc nghĩ nhanh đến bà nha sĩ tiếp đang mang cái nhẫn 22,000. Và nhờ sự so sánh ấy, Ngọc không thấy cái nhẫn này quá đắt. Nàng bảo Mẫu: Anh à, em trả bằng credit line anh nhé. Em mới hỏi ngân hàng đấy, credit line của mình có tới 40,000 lận. Rồi quay sang phía chủ tiệm, Ngọc nói: Tôi thì tôi không thích trả giá, tính tôi bà biết rồi. Nhưng mà chỗ quen biết, thôi thì bớt thêm 2,000 nữa là chẵn 25,000. Bà bằng lòng thì tôi ký check liền, không thì thôi. Chủ tiệm cười hiền hòa: Em bán được cho bà bác sĩ là em vui rồi, lời lãi đâu có thành vấn đề. Nhưng mà bà bác sĩ nói thế thì thôi, mỗi bên ta thiệt tí vậy. Bà bác sĩ cho em xin 26,000, em làm giấy bảo đảm cho bà ngay. Có than hay là có sạn hay là bị mẻ hay sứt gì ấy, bà cứ mang lại đây, em đổi ngay cho bà cái khác. Mà em nói thật nhé, nay mai bà mang xuống downtown nhờ người ta làm cái appraisal thử mà xem, người ta định giá cái nhẫn này tệ lắm cũng phải là 40,000. Mẫu đau xót nhìn Ngọc, yếu ớt hỏi lại: Thế em thấy thật đấy à? Ngọc phân trần: Thì cái này sai cả đời mà anh, diamond forever mà. Bà tiếp còn dám bỏ ra hơn 20,000, huống hồ là mình. Anh ký check trả tiền cho người ta đi. Lời nói của Ngọc là một mệnh lệnh. Mẫu không hỏi thêm nữa, lặng lẽ thi hành cho xong chuyện. Những ngày kế tiếp, Ngọc say mê cái nhẫn lắm, nôn nao chờ một buổi dạ tiệc có đông đủ các đồng nghiệp của chồng và những doanh thương có máu mặt trong thành phố để kín đáo khoe cái nhẫn mới mà nàng tin là chưa có bà bác sĩ nào dám sắm. Nhưng bên cạnh niềm vui ấy, Ngọc đôi khi cũng thấy tiếc tiền, và để bù vào cái lỗ hổng gần 30,000 đó, nàng bắt đầu nhìn quanh, tiến hành kế hoạch thắt lưng buộc bụng, cắt giảm nhiều thứ mà đáng lẽ không cần cắt hoặc không thể cắt được. Chẳng hạn một trong những thứ xa xỉ mà Ngọc xét lại là gửi tiền tiếp tế thân nhân của Mẫu bên quê nhà. Mẫu thấy Ngọc có thể sắm cục hột xoàn tới 20,000, rồi để cho đủ bộ, Ngọc lại còn phải đính kèm thêm cái áo dạ hội và đôi giày mới hôm đi đám cưới con gái một người bạn. Ấy thế mà người về Việt Nam vài trăm, Ngọc lại nhất định không bằng lòng. Mẫu thấy vô lý và bất công quá, cả ngày cứ bứt rứt khó chịu mỗi khi nhớ đến lá thư của cha mẹ ở Sài Gòn. Ngọc thì cả đời chưa bao giờ để ý đến chính trị, nhưng lợi dụng thời buổi các đoàn thể còn chống gửi tiền về Việt Nam, nàng vin vào đó để biện hộ cho mình. Nàng gay gắt bảo Mẫu: Em không muốn tiếp tay với Việt Cộng. Mẫu lặng người ngồi yên. Ngọc hay có những lý luận bất ngờ mà chàng cãi không nổi. Vốn nặng tình nghĩa gia đình, nhất là lúc này làm ăn khá giả, Mẫu hay nhớ đến cha mẹ. Chàng đau đớn lắm, nhưng thói quen chịu đựng của chàng kéo dài đã hơn 10 năm, đã thành nề nếp đến độ chàng không còn cảm thấy đó là dấu hiệu nhu nhược của một người chồng nữa. Chàng bỏ vợ đứng nói lảm nhảm trong phòng ngủ. Chàng xuống basement giục hai đứa con đi ngủ vì đã gần nửa đêm. Hai đứa con của Mẫu, thằng Phê và thằng Phán, đã quen với cảnh bố mẹ chúng cãi nhau, và nhất là quen với cảnh bố bị mẹ bắt nạt, nên luôn luôn tỏ ra rửng rưng trước những cãi vã thường nhật trong căn nhà này. Mẫu lên tiếng: Đi ngủ các con, khuya rồi. Hai đứa bé không quan tâm đến Mẫu, tiếp tục trò chơi múa võ. Đôi cánh tay vù vù tung trưởng vào mặt nhau, miệng la oai oái như những nhân vật trong phim tập. Rồi mỗi đứa vừa tung trưởng vừa đọc một câu: Nhất dương chỉ, nhị thiên đường, tam tông miếu, tứ đổ tường, ngũ vị hương, lục tào xá. Mẫu mỉm cười chạy lại đứng chen vào giữa hai con, rồi nắm cổ áo cả hai lôi lên nhà. Mẫu giục chúng nó đi rửa mặt, thay quần áo và lên giường. Mẫu nằm bên cạnh định chờ hai con ngủ rồi về phòng mình, nhưng mệt quá Mẫu lại ngủ trước hai đứa con. Một lát sau Mẫu tỉnh dậy, thấy Ngọc đứng bên cạnh, mặt vẫn còn hầm hầm vì Mẫu căm tức. Mẫu ngồi lên, xỏ dép bước qua phòng ngủ, quâng mình trên giường. Ngọc cũng leo lên và bảo Mẫu: Thôi, để Tết rồi mình gửi quà về luôn thể. Gửi lắt nhắt vừa tốn cước phí mà bên nhà lại phải chịu tiền thuế, chả còn được bao nhiêu. Mẫu nài nỉ: Em phải nghĩ đến cái thế kẹt của anh chứ. Anh làm bác sĩ, ai cũng biết là lương cao, trong khi anh còn kẹt cả bố mẹ lẫn mấy đứa em ở bên nhà.
Gửi quà về đã không phải là giúp đỡ, mà là bổn phận của anh. Ngọc ngóc đầu dậy quả quyết. Thì em cũng còn kẹt cả đống bà con bên đấy, em có gửi cái gì đâu. Em không gửi là tại vì em không muốn gửi, chứ có phải là anh ngăn cản gì em đâu. Ngọc lắc đầu. Nói tóm lại là cả anh với em, hai bên cùng không gửi, thế là tiện hơn cả. Nói mãi bao nhiêu cho đủ. Mẫu nằm im, mím môi dằn cơn giận để khỏi lớn tiếng giữa đêm khuya. Lần nào cũng thế, cái mặc cảm trí thức nổi dậy trong lòng, không cho phép chàng gào thét, chửi rủa hoặc đánh đập vợ. Và rốt cuộc, thà chịu nhịn con vợ ngang ngược, còn hơn mang tiếng là bác sĩ mà vũ phu. Đồng nghiệp bên cạnh chàng, có người nhìn rõ vợ lăng nhăng cặp kè với trai, mà cứ cắn răng im lặng vì sợ mang tiếng. Càng trí thức càng sợ dư luận, đó là căn bệnh ngàn đời của người Việt. Cho nên những ông chồng khoa bảng gặp vợ ngỗ nghịch, chỉ còn cách duy nhất là lặng lẽ nuốt lấy những đắng cay vào lòng như món nợ đeo đẳng cho đến ngày nhắm mắt. Mẫu không thoát nổi quy luật ấy. Hễ vợ lớn tiếng, chàng cãi vài câu cho có rồi buông xuôi. Chàng nhắm mắt quay vào vách. Ngọc vẫn không tha, nàng lải nhải trách mẫu. Mẫu không chịu viết thư về giải thích cho cha mẹ hiểu, tiền bạc ở hải ngoại rất khó kiếm. Rồi từ chuyện quà cáp, Ngọc chuyển sang đề tài thứ hai là lá thư của con đĩ nào tên là Cúc đã gửi cho mẫu. Ngọc quả quyết là mẫu đã hẹn hò với Cúc, cho nên Cúc mới liên lạc mật thiết với chàng. Ngọc nói miên man, mãi đến lúc mệt quá ngủ thiếp đi. Mẫu nghe hơi thở đều đặn của vợ, chàng mới đứng dậy vào phòng tắm xối nước và thay quần áo ra salon nằm ngủ. Sáng nay trên đường ra phòng mạch, mẫu bỗng nhớ đến Cúc. Chàng vừa trách Cúc đã gây sóng gió cho gia đình chàng, nhưng vừa cảm thấy vui vui vì bất chợt quen một người con gái rất dễ thương. Chàng thấy tiếc vì Cúc trẻ quá so với tuổi của chàng. Nhưng rồi chàng lại gạt đi và mỉm cười tự nhủ. Trẻ hay già thì có liên quan gì đến mình. Rửa mặt xong, trở lại phòng ngồi thì có tiếng phone reo. Mẫu nhấc lên và nhận ra giọng của Cúc. Mẫu thấy tim mình đập mạnh, đôi mắt đang buồn ngủ chợt sáng hẳn lên. Em đây, bác sĩ, Cúc nè. Mẫu nhìn ra cửa, chớp mắt mấy cái rồi hồi hộp nói nhỏ. Cô chờ tôi một tí nhé, tôi chạy ra tôi đóng cửa lại đó. Chàng đặt nhẹ ống nghe xuống và chợt nhận ra sự vô lý của mình. Tại sao nói chuyện với Cúc lại phải đóng cửa? Chàng mỉm cười, cài then trong rồi bước vội vào và nói với Cúc. Tôi đang nghĩ đến cô thì cô gọi. Cô biết không, hôm qua may quá cô vừa ra thì vợ tôi tới. Cúc cười khúc khích. May cho bác sĩ chứ đâu có may gì cho em. Em có nhìn thấy bác sĩ em có nhìn thấy bà bác sĩ lúc em ra đường. Nhưng mà bác sĩ cứ yên tâm, bà ấy không có nhìn thấy em. Mà dù có thấy thì bà ấy cũng đâu có biết em là ai. Lối nói của Cúc cũng như của mẫu rõ ràng đang chứa đựng những cảm thông rất chặt chẽ về một âm mưu mờ ám mà tuy chưa ai nói ra nhưng đã hoàn toàn ngầm đồng ý với nhau. Cúc hỏi, bà bác sĩ còn nhắc đến em không? Mẫu trả lời, có chứ, cằn nhằn suốt cả đêm qua. Ôi tội nghiệp bác sĩ quá. Hay là bác sĩ để em đến gặp bà xã bác sĩ. Em nói thật là em giỡn. Đừng, vài ngày nữa chắc là bà ấy sẽ quên. Cô mà đến gặp tôi sợ còn phiền toái cho tôi hơn nhiều. Rồi Cúc đột ngột hỏi, em đến phòng mạch bác sĩ bây giờ nhé. Mẫu rất mong gặp lại Cúc, nhưng vẫn sợ sự xuất hiện bất ngờ của vợ. Chàng cản, thôi đừng có đến. Mới hơn 10 giờ mà. Mẫu lưỡng lự vài giây rồi hỏi lại, thế từ từ nhà cô ra thì có xa không? Độ nửa giờ. Nửa giờ thì hơi lâu. Thôi nếu vậy thì đừng đến, sợ không có kịp. Nhưng mà bữa nay em bệnh thật mà. Em thấy khám bệnh không được sao? Được chứ, nhưng mà hôm qua tôi đã nói với cô là tạm thời bất cứ cô gái nào tên là Cúc đến đây thì tôi đều không dám khám. Cúc nhanh trí đề nghị, hay là em đổi tên, họ Hoàng thì giữ nguyên, còn tên Cúc thì đổi đại là một cái tên nào cũng được. Lúc mà bác sĩ gửi hồ sơ cho của em cho bảo hiểm thì chỉ ghi tên họ và chữ xe thôi là được rồi. Mẫu ngạc nhiên một cách thích thú về sáng kiến của Cúc. Nó chứng tỏ Cúc đã có chủ tâm gặp chàng và đã suy nghĩ về phương thức qua mặt Ngọc từ đêm qua. Bỗng có tiếng gõ cửa, mẫu giật mình bảo Cúc, cô cho tôi số phone đi, lúc nào tiện tôi liên lạc với cô. Chàng ghi thật nhanh số điện thoại của Cúc xuống mảnh giấy nhỏ, nhét vào túi áo, rồi chào Cúc để mở cửa tiếp khách. Chàng bước ra tháo then cài cửa thì thấy Đại đứng ở đó,
cười cười bảo Mẫu: mày làm cái gì trong này mà khép cửa kỹ thế này? Nói chuyện với ai khai ra mau, tao tố cáo với vợ mày thì mày khó sống. Vừa nói Đại vừa bước vào và ngồi xuống ghế. Mẫu không đáp câu hỏi của Đại. Chàng nói: còn mày mò đi đâu sớm thế này, làm ca đêm mà không thấy mệt hay sao? Đại vui vẻ đáp: chỉ đến rủ mày đi ăn sáng. Mẫu nói: ai coi phòng mạch cho tao đi ăn. Thôi ngồi đây nói dóc, lát nữa bà xã tao ra thì tao với mày qua bên kia ăn điểm tâm. Đại ngả người ra thành ghế, nhìn quanh khắp phòng, rồi chàng đứng dậy, bước lên cái cân dựng ở góc tường, điều chỉnh cán cân và than: lên 3 kg mà không thấy mập chút nào cả. Mẫu diễu: mập cái gì, ăn bao nhiêu nó vào chỗ đó hết chứ gì. Đại cười nhẹ rồi nghiêm mặt nói: Mẫu ơi, có lẽ tao đành phải dọn qua Montreal, nán lại đây không có hy vọng gì. Biết thế thì nghe lời tụi nó sang bên ấy ngay từ hồi đầu thì bây giờ đã xong cả rồi. Mẫu trầm tư góp ý: thôi thì cần đi thì đi, nhưng mà mình mày đi hay là cả bà xã mày đi luôn? Đại nhìn qua cửa sổ chớp mắt đáp: thì nhân tiện Ly vừa mới thất nghiệp, tụi tao đi luôn. Hồi đó lưỡng lự là vì cứ tiếc cái job của bà ấy, bây giờ thì thấy chẳng còn con đường nào khác. Đại vừa dứt lời thì 2-3 bệnh nhân kéo tới. Mẫu lấy hồ sơ và đưa từng người vào phòng khám. Đại ngồi một mình lơ đãng ở bàn thư ký, nghĩ đến những ngày sắp tới. Cả nước Canada chỉ có Quebec, tỉnh bang duy nhất nói tiếng Pháp, là nơi dễ dàng tiếp nhận các bác sĩ Việt Nam hành nghề trở lại. Các tỉnh bang khác thì càng ngày càng siết chặt hơn, nhiều bác sĩ khoa chậm đành phải bỏ cuộc tìm nghề khác. Trong những lý do giải thích sự rộng lượng của Quebec, thật ra có yếu tố chính trị là chủ yếu. Quebec từ lâu vẫn lăm le tách ra khỏi Canada, họ muốn thu dụng nhân tài càng nhiều càng tốt, ngõ hầu vun đắp cho tương lai mai sau khi trở thành quốc gia độc lập. Cũng chính vì thế, chế độ nội trú của bác sĩ tại Quebec được quy định lại. Họ chỉ muốn các bác sĩ học vừa đủ để được cấp bằng hành nghề tổng quát tại địa phương, di chuyển sang các tỉnh bang khác không được. Ngày mới sang Canada, Đại đã ghé Montreal thăm dò tình hình. Gia đình y khoa ở đây rất gắn bó với nhau và tận tình giúp đỡ các đồng nghiệp qua sau muốn trở lại nghề cũ. Lẽ ra Đại phải dọn về đây từ lâu, nhưng vì cả hai vợ chồng cùng có job ngon nên cứ chần chờ mãi, bỏ lỡ đến mấy năm trời. Mãi đến đêm qua, ngồi trong bệnh viện, Đại suy đi tính lại và thấy lần này thì chàng phải dứt khoát. Bệnh nhân của Mẫu kéo đến mỗi lúc một đông hơn mà Ngọc thì vẫn chưa ra phụ việc. Đại thấy không hy vọng gì có thể đi ăn sáng với Mẫu, chàng đứng dậy, quay vào bên trong và nói lớn: thôi tao về đây, để lúc khác nói chuyện thêm. Chàng toan quay bước thì Mẫu từ buồng khám bệnh thò đầu ra và bảo: ừ, về sẽ phone cho tao. À hay là tối nay xong việc thì tao ghé mày. Đại gật đầu: sao cũng được, tao bây giờ tao về ngủ đó, buồn ngủ quá. Chờ Đại ra khỏi, Mẫu quay vào với đám bệnh nhân ngồi chờ trên 2 cái ghế băng dài kê hình thước thở sát vách. Thấy Mẫu tự mở tủ lấy hồ sơ, một bà thân mật lên tiếng hỏi: à, bữa nay cô thư ký đau hả bác sĩ? Mẫu đáp cho qua chuyện: vâng, cô ấy xin nghỉ mấy hôm. Rồi chàng mời bà ấy theo Mẫu vào buồng khám. Hệ thống y tế của Canada vốn được tiếng là hoàn chỉnh, là niềm khát khao của nước láng giềng Hoa Kỳ mà bao nhiêu năm qua đã cố gắng bắt chước nhưng chưa được. Bất cứ ai sống trên nước Canada đều có bảo hiểm y tế, đi bác sĩ không phải trả tiền túi. Đó là một trong những ưu điểm lớn nhất của xứ này. Tuy nhiên, những người nhìn xa đang hết sức lo ngại vì chẳng biết lối tổ chức y tế miễn phí này sẽ kéo dài được bao lâu, bởi càng ngày bảo hiểm y tế càng thâm thủng, chính phủ phải bù đắp quá nhiều. Có người phân tích nguyên nhân cho rằng sở dĩ có tình trạng đe dọa này là vì thù lao trả cho bác sĩ quá cao. Thật ra thì không đúng chút nào. Lương bác sĩ Canada xét theo tỷ lệ trung bình thì không đáng gọi là cao. Nếu nay mai hệ thống y tế miễn phí sụp đổ thì nguyên nhân chính chỉ là do sự lạm dụng và kém ý thức của quần chúng mà thôi. Những bệnh nắng mưa vớ vẩn, thuốc bán đầy trên kệ của bất cứ nhà thuốc Tây hay siêu thị nào, đáng lẽ người ta nên mua về dùng trước, 4-5 ngày sau không khỏi thì mới đi bác sĩ. Đó là lời khuyên thường xuyên của chính phủ, nhưng đa số quần chúng không để ý. Đi bác sĩ không phải móc tiền ra trả thì tội gì không đi, vừa chắc ăn cho mình mà vừa làm vui lòng bác sĩ. Tệ hơn nữa là bảo hiểm y tế trả tiền chữa bệnh cho dân chúng Canada vốn đã mệt rồi, thế mà lắm khi lại phải trả luôn cho thân nhân không có mặt tại Canada nữa. Người Việt đi bác sĩ lấy toa gửi thuốc về Việt Nam, người Ấn gửi về Ấn, người Phi gửi về Phi, người Tàu gửi về Tàu, cứ thế
bao nhiêu gánh nặng vô lý đều trút lên đầu chính phủ. Sớm muộn rồi cũng sẽ có một ngày hệ thống y tế Canada sập tiệm. Lúc ấy sẽ chỉ còn toàn là bảo hiểm tư giống như bên Mỹ. Mẫu làm việc liên tục khoảng 2 tiếng đồng hồ thì Ngọc đến. Nàng vồn vã thăm hỏi từng người, rồi lại tủ lấy hồ sơ, sắp xếp theo thứ tự để trên bàn cho Mẫu. Chờ Mẫu từ buồng bước ra, Ngọc tiến lại và nói nhỏ. Em ghi sẵn cả rồi đấy, em phải đi ngay mới kịp. Bữa nay em uốn tóc, hẹn người ta 1 giờ mà bây giờ 1 giờ 15 rồi. Thôi em đi đây nhé. Mẫu chỉ gật đầu rồi gọi tên bệnh nhân vào phòng. Hơn 5 giờ chiều, Mẫu tiễn chân người bệnh cuối cùng ra khỏi phòng mạch. Chàng thở mạnh khoan khoái bưng tách cà phê đứng nhâm nhi sau cửa sổ. Qua lớp kính trong suốt, Mẫu ngắm con phố đông đúc buổi chiều mùa hè tấp nập người qua lại. Chênh chách phía bên kia, ở tiệm bán hoa, chàng thấy những chậu cúc vàng bày la liệt ra hẳn ngoài hiên. Áo nàm vàng anh về yêu hoa cúc, Mẫu thốt nhớ đến cúc và lòng thoáng gợn chút niềm vui xao xuyến. Chàng thò tay vào túi, moi ra mảnh giấy nhỏ sáng nay ghi số điện thoại của cúc. Chàng quay vào bàn, đặt tách cà phê xuống và tần ngần đứng nhìn cái điện thoại, lưỡng lự không biết có nên gọi cho cúc hay không. Bỗng có tiếng chuông reo, Mẫu giật bắn người vì sự trùng hợp bất ngờ. Chàng hồi hộp nhấc ống nghe lên và nhận ra giọng của vợ. Anh ơi, trễ quá rồi, em về thẳng trường đón con, không ghé phòng mạch nữa đâu. Mẫu mừng quá nhưng vẫn làm bộ uể oải. Ừ, cũng được. Ừ, thôi, em đi đón con thì không có tụi nó chờ tội nghiệp. Vậy thôi nhé, em đi đi. Mẫu hỏi một lần nữa cho chắc ăn. Thế tối nay em có ra đây nữa không? Ra làm cái gì nữa? Đến giờ đóng cửa thì anh cứ đi về, bỏ hồ sơ đấy rồi mai em ra em sắp xếp cho nhé. Trước khi buông máy, Ngọc hỏi theo thói quen. Có khách không anh? Mẫu đáp, đông lắm. Ồ thế à, tốt quá, thế em đi nhé. Ngọc vừa cúp máy, Mẫu lôi mảnh giấy nhỏ trong túi ra, luống cuống nhầm số điện thoại của Cúc và ấn nút. Gặp Cúc ở đầu dây bên kia, Mẫu hồi hộp nói nhỏ như sợ có người rình nghe. Cô Cúc, Mẫu đây. Ồ, bác sĩ. Cô khỏe không? Tôi gọi phone cô là để xin lỗi. Tại vì sáng nay đang nói chuyện dở với cô thì có khách đến đó mà cô. Thì em nói bác sĩ, bữa nay em đau mà. Em cũng đoán trước là bác sĩ sẽ gọi em. Giọng Cúc hoàn toàn bình thường, có chút reo vui trong đó. Mẫu biết nàng chẳng đau ốm gì cả. Mẫu nói, cô đau hả? Thế thì cô lại phòng mạch đi, tôi cho thuốc. Bác sĩ mới nói với em hồi sáng là bất cứ ai tên Cúc, bác sĩ đều không dám khám bệnh. Bà xã bác sĩ đâu mà bác sĩ dám gọi em? À không có đây, cô đến phòng mạch tôi ngay bây giờ nhé. Em mệt lắm, bác sĩ đi house call được không? Em chờ, đến khám cho em đi. Mẫu trở nên liều lĩnh đáp, nhà cô có ai ngoài cô không? Thì nhỏ Hằng ở chung với em, nhưng mà 6 giờ nó đi làm rồi. Nó chạy bàn ở cà phê Hoàng Gia từ hôm bác sĩ sa thải nó. Mẫu ngước nhìn đồng hồ rồi hồi hộp bảo Cúc. Thường thường thì tôi đóng cửa lúc 8 giờ, tối nay tôi sẽ nghỉ sớm, độ hơn 7 giờ. Như vậy là khoảng gần 8 giờ thì tôi tới cô. Cô cho tôi địa chỉ đi. Chàng cầm cây bút ghi số nhà và tên đường rồi luống cuống dặn Cúc. Bất chợt mà có chuyện gì thay đổi thì tôi sẽ phone cho cô. Thôi nhé, có khách vào cô. Chàng buông phone và thấy trái tim mình đập mạnh như muốn phá vỡ lồng ngực. Mười mấy năm bên cạnh Ngọc, chàng ít khi dám nói dối vợ về bất cứ việc gì, nhất là chuyện lăng nhăng trai gái thì tuyệt đối chưa bao giờ xảy đến trong đời chàng. Chàng đan hai bàn tay lạnh toát vào nhau, mắt chớp thật mau và mơ hồ linh cảm thấy những khúc rẽ vô cùng rắc rối sắp diễn ra trong tương lai.